Rồi giờ sao Rô? Rô ở nhà Rô làm việc hết giùm cho mấy anh đi học nha. Tay lắm. Sao ạ? Câu tay. Sao mà đau tay? Mà bố mẹ Rô, Rô ở nhà bố mẹ Rô đau đây. Rô ở nhà Rô phụ ba mẹ Rô đau tay ạ? Vậy rồi sao? Đau tay chỗ này, rồi đau tay chỗ này ạ? Vậy rồi cuối cùng rồi sao? Mà luôn bị đau ra cho. Đứng đó, đi đâu vậy? Đứng đó mày nói chuyện. Vậy nhưng mà bây giờ mấy anh đi học rồi, ai làm việc nhà? Mẹ có làm đi, nó tập quá, nhà tập. Ba đi làm kiếm tiền mà. Lâu sân đi, không biết. Nè quay qua đây, chỗ đó nó chói ánh sáng, nó không có tà sáng, nó tối. Bây giờ con ở nhà, bây giờ mấy anh đi làm thì mấy anh quay, mấy anh đi học mấy anh mới được uống sữa chứ con ở nhà mà con uống sữa gì? Tôi muốn đi học. Tôi muốn đi học ạ? Thôi rồi ở nhà tôi phụ làm việc nhà chứ mấy anh đi học rồi ai làm việc nhà? Không phải. Tại sao? Mẹ. Con đâu có làm gì đâu mà đau tay. Bộ ba mẹ đau tay. Trời ơi, phụ ba mẹ bị đau tay ạ? À? Trời ơi. Trời ơi, phụ ba mẹ bị đau tay nữa trời ơi, chết thôi.